dạ con kính thưa đại chúng hôm nay con xin phép được đọc phước lành kệ của tác giả sư thanh minh phước lành thế gian muốn hưởng phước lành nhưng không hiểu được phước lành từ đâu siêng năng lễ bái kêu cầu Phước lành muốn hưởng nhưng cầu được chăng? Trong kinh Phật đã dạy rằng Phước lành mình tạo cỡ chăng lại cầu Thành tâm lễ Phật là đầu Cũng dàn tam bảo phước sâu hại hà Phước lành trì giới mà ra Tụng kinh nghe Pháp phước lành tạo nên tu tâm phước báo vững bền lấy phước làm nền giải thoát tự sinh thế gian hưởng phước của mình sống lâu mạnh khỏe do mình tạo ra tiền tài sắc đẹp vinh hoa là do phước báo mà ta đã làm thánh nhân thoát tục siêu phàm chuyên tu phước trí không ham dục trần mỗi người hãy tạo phước ân rồi mình lại hưởng phước phần tạo ra phước lớn thiện tâm kính lễ phật đà phước lành to lớn quả là không sai cúng vàng tam bảo như lai hộ trì phật Pháp tương lai phước lành, chánh tâm tưởng nhớ Phật ân, thọ trì Phật pháp phước ân sâu dày. Hiểu sâu pháp Phật chỉ bày, hành trì pháp ấy phước này vô biên. Ngộ ra chân lý hiện tiền, đoạn trừ phiền não vô biên phước lành. Tu tâm giải thoát tử sanh. Độ người giác ngộ phước lành vô song. Sống lâu. Người ta muốn được sống lâu nhưng không biết được từ đâu sống dài. Nguyên nhân gì được sống dài? Nhân gì thọ mạng tương lai an lành? Nhân từ bố thí phóng sanh nhân từ giữ giới thiện lành mà ra, nhân từ sát hại tránh xa, nhân từ cứu giúp tạo ra phước lành. vì xưa giúp đỡ quần sanh cho người sức khỏe mạnh lành sống lâu, thấy người hoạn nạn khẩn cầu ra tay cứu giúp sống lâu nhân này, vì không ác ý hại ai, nhân này tuổi thọ thêm dài sống lâu vì không khổ não u sầu giữ lòng thanh tịnh sống lâu đến già hộ trì giáo pháp phật đà giúp người tu đạo cũng là sống lâu giữ tâm không động không sầu tu tâm giải thoát sống lâu thọ trường Muốn sống lâu phải biết đường Sẽ nhân lành để thọ trường sống lâu Sức khỏe Có người sức khỏe phi thường Có người ốm yếu đau thương hoạt nghèo Chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo Thì đời vô nghĩa kéo theo u sầu có người to béo như trâu Ăn nhiều ngủ lắm mà đâu khỏe gì Theo như nhân quả xét suy Nghiệp theo quả báo nhiều khi vận hành Xưa kia tạo phước làm lành Cho người ăn uống mạnh lành là nhân Từ bi xả bỏ hận sân Thấy người đau ốm chuyên cần thuốc thang thấy người khổ nạn cu mang tận tâm giúp đỡ không màng hại ai đó là nhân quả không sai ngày nay sức khỏe dẻo dai phi thường sống an vui ai mong được sống an vui tránh xa bất hạnh ngậm ngùi bi ai cuộc đời không có trong gai thân tâm tự tại tương lai tốt lành: ngày nay phải ráng thực hành, tu tâm tạo phước thiện lành cần chuyên: dù cho có thế có quyền cũng không lấn át người hiền thế gian, không nên tạo sự bất an cho người sợ hãi ngập tràn lo âu. Phước lành thì tạo cho sâu, từ tấm rộng mở ở đâu cũng lành. Bi tâm thương mọi chúng sinh, hỷ tâm vui vẻ tận tình vị tha. Xả tâm tự tại bao la, không yêu không ghét thật là an vui. Cầu phước, làm phước phước làm với phước cầu sinh trong hai phước ấy mình tin phước nào cầu sinh thì muốn vơ vào không làm mà hưởng ước ao đợi chờ người ta gieo tạo từng giờ phước lành cho quả tình cờ mà ra cầu sinh thành khẩn thiết tha mỏi mòn ao ước thật là đáng thương Tạo ra phước mới cửu trường Tự mình tạo tác con đường an vui Tham lam sân hận chôn vùi Tạo ra ác nghiệp ngậm ngùi bị ai Thiện tâm trí tuệ trải dài Làm nhiều thiện nghiệp tương lai an lành Xưa nay nghiệp quả vận hành cầu sinh vô ích thực hành chánh chân phước lành phải tạo ra dần sau này mình hưởng phước ân của mình tội phước tội do mình đã tạo ra từ thân khẩu ý mê tà phát sinh phước báo cũng tự nơi mình từ thân khẩu ý tịnh minh thiện lành cúi đầu lễ Phật tâm thành Đó là phước báo nhân lành đã gieo Giấy tiền vàng mã mang theo Rượu bia dân cũng là gieo mê tà Cúng vàng đèn nến hương hoa Thân tâm thanh tịnh ấy là phước gieo tham lam sân hận đi theo cầu xin bất chánh tội xeo tâm mình lắng nghe sản pháp tụng kinh nhân lành trí tuệ đã sinh nơi này cống cao ngã mạng tội thay phỉ bán tam bảo đỏ đầy ngục sâu cúng dàn tạo phước tâm cầu thoát ly sinh tử phước màu vô biên mê lầm ở chốn Phật tiền Không tin tội phước thiện hiền chẳng gieo Mai này tội ác đi theo Chết vào địa ngục hiểm nghèo bi ai Tu tâm ở chốn Phật đài Tin sâu nhân quả tương lai phước lành Tỉnh tinh giáo pháp thực hành Mai này giải thoát tự sanh luân hồi Dạ, con kính thưa đại chúng, con vừa đọc xong Phước lành kệ của tác giả sư Thanh Minh. Con xin kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc.